Hiện tại trên sân mình chưa có nghe được âm thanh. Diamond Mountain. Venerable Gelsey previously Và was Venerable Gelsey thì trước đây đã là giám đốc dự án và đã dẫn dắt ASA trong suốt 20 năm. Và cô ấy cũng là chủ tịch của núi Kim Cương. So they're going to tell you a little bit about how ACI and Cho nên họ sẽ kể cho các bạn nghe một chút về cái cách mà ACI và các cái khóa nhập thức ở núi Kim Cương nó có liên quan đến nhau như thế nào. So Geshe-la very kindly gave us Vậy thì thầy Kisila đã cho chúng ta một cái cách dễ dàng để nói về núi Kim Cương. Sáng nay thầy đã nói về thầy đi vào cái khóa nhập thức 3 năm sau khi mà thầy dạy 18 khóa. Và sau đó thì vậy thì tôi sẽ đi đến đâu để làm cái khóa nhập thức này. Và rất là may mắn là thầy có một vài cái người bạn rất là đặc biệt ở Arizona. Cái người mà có được cái mảnh đất mà hoàn hảo để cho tất cả chúng ta đều đến để nhập thức. Và hình như là khoảng năm một tháng 3 năm 1999. Hay khoảng là năm 2000. Như là các bạn đã nghe trong các video, thì có một nhóm người đã đi ra sa mạc và đã cùng nhau tạo nên được một vài cái hình như là cái cabin của dạng Mongolia để cho thầy Kisimiko và một vài người khác để thực hiện cái khóa retreat 3 năm. Và cái ý tưởng ở đây đó là khi mà thầy Michael ra khỏi cái khóa retreat này, thầy sẽ dạy chúng ta những cái giáo lý cao hơn và chúng ta cũng sẽ học từ tất cả những giáo lý này, từ những cái khía cạnh khác nhau mà chúng dạy, như là ở Serame hoặc là những cái trường khác trong cái truyền thống của Tây Tạng, hay là các cái trường phái của Phật Dược Sư, hay là các cái trường phái. Và vậy thì đó, đây là cái ý tưởng. Và cho nên khi thầy ra khỏi cái khóa nhập thức thì chúng ta di chuyển tới một cái vùng đất khác của Arizona. Lúc đó thì đường nó rất là dơ và nó dẫn lên núi. Đó là một cái nơi rất là ẩn dật, rất là ẩn giấu và một cái nơi rất là tĩnh lặng. Và thế là chúng ta bắt đầu núi Kim Cương ở đó. Và chúng ta đã có 18 khóa ở đó. Thầy Michael đã dạy những cái khóa đó. Và có một cái nhóm của chúng tôi ở đó khoảng tầm 50 học viên. Và chúng tôi cũng đã bước vào cái khóa retreat 3 năm như là Lama của chúng tôi đang làm. Và các bạn đã gặp một vài người đó, một vài vị ở trong cái nhóm này, ở đây. Và vậy thì tại sao chúng tôi lại bước vào cái khóa retreat này? Chúng tôi vừa mới học được khoảng 14, 15 hoặc 16 năm, cho dù nó dài như thế nào, để học cái khóa 2 hoặc 3 lần toàn bộ 18 khóa. Tôi lúc nào cũng thì cũng hay bị rớt cái khóa ACI 13 và cứ phải thi lại hoài. Để thực sự đón nhận được những cái điều mà chúng ta được những cái điều mà chúng ta được trao, để đưa nó vào một cái nơi tĩnh lặng và tự làm việc với chính bản thân chúng ta trong tâm trí của mình. Với một cái tri thức phi thường mà đã được truyền cho chúng ta và được truyền xuống cho chúng ta, thì chúng ta cần nhập thức để có thể thực sự sâu sắc bắt đầu hiểu được những cái lời giảng dạy này, để sau đó bạn có thể đưa chúng vào thành những hành động. Và cái nơi tuyệt vời nhất để làm cái điều đó, tốt nhất để làm được đó, là một cái nơi rất tĩnh lặng. Cái nơi mà không có cái mạng di động.
cái nơi mà không có cái chợ siêu thị, chỉ có khoảng cách 45 phút xe thôi. Cái nơi mà dù sao đi nữa thì vậy thì chúng tôi đã tạo ra núi kim cương với các tình nguyện viên. Chúng tôi đã xây dựng những cái ngôi chùa. Chúng tôi đã mua những cái viên gạch và xây lên cái ngôi chùa. Và chúng tôi đã xây dựng lên những cái nhà, những cái ngôi nhà ngõ nhỏ cabin đó, và cúng dường chúng để cho tất cả chúng ta đều có thể đến đó và làm cái khóa retreat ở đó. Và nó bắt đầu nó phát triển thành ACI, và đương nhiên là cái sự tiếp tục của ACI với những cái giáo lý cao hơn trong cái Kim Cang Thừa. Vì vậy thì mọi người hãy làm ơn đến, hãy sử dụng núi kim cương để làm sâu sắc hơn cái sự hiểu biết của các bạn, không chỉ về những cái lời giảng dạy này, những cái giáo lý này, mà còn về bản thân các bạn nữa, và làm sao mà bạn có thể sử dụng những cái lời giảng này trong cái thế giới của chúng ta. Vậy thì đó chính là cái lịch sử của chúng ta, và bây giờ Venerable Su Nam sẽ nói về cái điều gì đang diễn ra ở đó ngay bây giờ. Cái nơi đã được xây dựng lên bởi máu và nước mắt và mồ hôi, và đó là cái niềm hân hạnh của tôi để vận hành nó, bởi vì thầy Kisila đã xây dựng nó lên theo các cái kinh điển từ điểm không. Internet rất là tệ, thậm chí là một cái điểm không khác nữa là phải mất tới 2 giờ để đến đó được. Cái nơi mà cái khóa nhập thức 3 năm đó, mà nó được nói trong các cái kinh điển rằng bạn cần phải đi đến một cái nơi mà các cái vị thầy hoặc là các vị lama đã thiền định ở đó, và tất cả những cái điều kiện khác để mà có thể nhập thức được và được đề cập trong kinh điển có ở đó, thì nó an toàn, nó lành mạnh, và bạn có được cái sự hỗ trợ của những cái người đã hoàn thành cái khóa nhập thức đó, và sau đó là bạn có thể làm cái khóa nhập thức đó. Và nhập thức thì luôn luôn là một cái sự hỗn hợp của cái nỗi đau và cái sự hạnh phúc. Chúng tôi có thể giúp đỡ các bạn với các bạn có tôi hy vọng các bạn có thể đến đó, chính bản thân các bạn có thể đến đó, và các bạn có thể mang theo một cái nhóm. Bạn có thể mang cái thầy Kisila thì đến đó 2 lần một năm. Và tôi không biết nữa, nó rất là khó để chúng tôi có thể diễn tả nó bằng từ ngữ. Và tôi chỉ có thể nói nó bằng một trái tim rất là rộng mở. Hãy là mở rộng cái tâm của các bạn ra. Và tôi thấy rất là nhiều bạn ở đây, tất cả mọi người ở đây đã từng, có rất là nhiều người ở đây đã từng đến đó. Chẳng hạn như cô Kelly. Các bạn thằng đó có những cái trải nghiệm rất là tốt ở đó, và tất cả mọi người đã từng đến đó như là Joy, tất cả mọi người đều đang gật đầu. Nó đã tạo ra, nó đã làm được một điều gì đó cho các bạn trong cơ thể của các bạn, và giúp các bạn hiểu rõ hơn về tính không, cái điều mà không thể nào mà diễn tả thành từ ngữ được. Nó chỉ có thể trải nghiệm. Và vì vậy Francisco có thể là cho chúng ta xem cái mã QR code. Và vì vậy cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn hãy làm ơn hãy đến đó và thực hành cái khóa retreat. Và tôi sẽ rất là vui mừng để chào đón tất cả các bạn ở đó. Và hãy ủng hộ cái khóa retreat của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Do we have a thing to put the microphone up for him? Perhaps a stand. Thầy đang chỉnh lại cái micro. In the meantime, I'll hold it for you. Oh no, they're showing it. What are you showing?
So your class. But that's the next class, yeah. Yeah. Are you the mic stand? I'm the mic stand. Until one shows up. Okay. Thầy Tim đang nói đùa là thầy Tim sẽ làm cái gậy giữ micro cho thầy Michael. Thầy Michael nói là cái gậy mà kê cái micro này nó mất tiền quá. Vậy thì chúng ta có khoảng 21 cái tổ chức khác nhau. Tôi đoán là như vậy. Khoảng đó. Và chúng là những đứa con của tôi và những đứa cháu của tôi và những đứa chắc của tôi. Và tất cả mọi năm, ông nội sẽ phải nhìn vào các cái tổ chức này. Và cái này thì mập. Cái đứa này thì mập. Cái đứa này thì tạo ra. Cái đứa này thì cần tiền nè. Và nó không bao giờ kết thúc cả. Nó là một cái vòng lặp lớn. Như là tôi giúp một cái tổ chức này và họ ổn trong vòng 5 năm và sau đó đột nhiên thì họ kiểu như là thì các bạn biết đấy. Tôi không thích cái việc quyên góp quá nhiều và tôi không thích phải đi xin cầu xin tiền, hỏi tiền. Và tôi vẫn còn nhớ là thầy của tôi hỏi tôi cái tu viện của chúng tôi không có nước, chúng tôi không có nước. Chúng tôi có một cái dòng suối nó bị nhiễm bẩn và lần đầu tiên tôi đến đó thì tôi phải uống ở cái từ cái dòng đó, cái dòng nước bẩn đó, và tôi có một cảm giác rất là kỳ lạ bởi vì nó rất là dơ và tôi biết rằng nếu như tôi uống từ đó thì tôi sẽ bị bệnh. Và tôi nói những cái vị tu sĩ khác rằng là bạn biết không, cái nước ở trong cái ly đó thì màu nâu, nếu như tôi uống nó thì tôi sẽ bị bệnh. Và họ nói là nếu như vậy thôi thì đừng uống. Thì ngày mai thì tôi hỏi rằng là ngày mai, sáng ngày mai tôi có thể mang theo cái nước hay không. Vậy thì không có nước nào cả, ở đây chỉ có cái nước màu nâu đó thôi. Và chúng tôi luôn luôn bị bệnh bởi vì uống nó. Và tôi đã hỏi họ là tại sao không đào giếng đi. Tại sao chúng ta không tạo ra những cái nước sạch? Cho nên họ nói là chúng ta không có $2 hay khoảng đó. Vậy thì có một cái nơi ở trong New York, nó được gọi là God Box. Nó thì nó nằm ở phía tây, phía trên, gần Columbia. Tất cả những cái nhà thờ lớn thì nó nằm ở đó. Từ rất là nhiều cái vùng miền khác nhau, họ đều sẽ đặt cái văn phòng ở đó. Thì cái văn phòng của tôi, các bạn của tôi đi đến đó và đặt một cái hộp ở đó và đi từng nhà, từng cửa một và cầu xin tiền với những cái người giàu có ở đó. Và tôi vẫn còn nhớ là tôi đến đó thì tôi phải nhấn cái nút thang máy và cái tay của tôi nó còn run run như thế này. Và lúc đó tôi thì là tôi không thích cái điều này. Tôi không thích phải đi quyên góp tiền. Tôi muốn được học, tôi muốn được thiền định. Tôi muốn đi đến núi Kim Cương. Tôi không thích quyên góp tiền tí nào cả. Và tôi vẫn còn nhớ là tôi vẫn còn đứng đó và cái tay của tôi nó run như thế này. Bởi vì tôi rất là sợ phải chạm vào cái nút. Bởi vì họ là những cái người đạo Thiên Chúa và tôi phải thuyết phục họ để trả tiền cho một cái tu viện đạo Phật. Và sau đó thầy của tôi, giọng của thầy, tôi nhớ giọng của thầy, thầy của tôi lúc đó là chúng ta cần con cần phải làm cái điều này. Thế là tôi nhấn cái nút đó và các bạn biết đó là tôi đã gặp được những cái người rất là tử tế và là họ là những người rất tốt và họ đã trả tiền cho khoảng 7 hoặc 8. Tôi nhớ là như là họ đã trả tiền để làm được khoảng 7 hoặc là 8 cái giếng. Và thế là có đủ cái, và đó là bắt đầu cái sự nghiệp gọi là quyên góp tiền của tôi, mà tôi không thích nó tí nào cả.
So I actually really really don't like fundraising. Cho nên tôi thật ra rất là không thích phải quyên góp tiền, nhưng mà tôi sẽ làm nó. Nếu chúng ta cần thì tôi sẽ làm. Cho nên tôi có một ý tưởng dễ. ACI thì rất là dễ. Có một vài cái dự án khác thì rất là mắc tiền. Và cả những cái phi dịch viên đó nữa. Nhưng mà ACI thì dễ thôi, rất là dễ. Cho nên tôi gọi nó là 30-30-30. Nó là một cái dự án 30-30-30. Và cái 30 đầu tiên nó có nghĩa là chúng tôi hoàn thành 30 năm của ACI. Và chúng tôi đã không thu phí, không có thu phí gì cho các lớp học cả. Chúng tôi thu phí cho những thứ khác. Nếu các bạn đi vệ sinh thì chúng tôi sẽ thu phí giấy vệ sinh. Nhưng mà tôi nói đùa đấy. Nhưng mà chúng tôi không có thu phí những lớp học. Không có ai sẽ dạy mà sẽ thu phí các lớp ACI cả. Cho nên chúng tôi không có quyên góp tiền để trả cho tất cả mọi thứ. Và vậy thì 30 năm chúng tôi đã tồn tại mà không có thu phí tất cả mọi người. Cái chi phí để nhập thức 3 năm tôi đã phải trả cho tất cả mọi thứ. Tôi và nhóm Đài Loan và cả nhóm Singapore, tất cả chúng tôi đều phải trả tiền cho tất cả mọi thứ và nó rất là khó khăn. Và một ngày tôi nhớ là chúng ta phải cắt cái bánh họ và họ phàn nàn rất là nhiều. Bởi vì họ không thể nói. Họ phải viết giấy để báo cho chúng tôi để họ phàn nàn là tôi không thể nào tin được là các bạn còn cắt nhỏ đi cái bánh của chúng tôi nữa. Tôi còn nhớ cái bài hát của viết một cái bài hát là về cái bánh. Tôi xin lỗi. Tôi đã phải trả tiền cho tất cả mọi thứ các bạn biết. Vậy thì trong 30 năm không thu phí. Đó là cái 30 số 30 đầu tiên. Và trong DCI thì chúng ta có một cái từ thiện. Chúng ta đã tặng khoảng 12% của cái thu nhập cho cái từ thiện. Vậy thì chúng ta đã quyên góp được khoảng 30.000 cho ACI năm nay và khoảng 300.000 về tổng quan tất cả mọi thứ. 300.000 đô la cho tất cả mọi thứ và trong đó có 30.000 là cho ACI. Vậy thì để tiếp tục duy trì nó thì các bạn đoán xem cái 30 cuối cùng là gì? Tất cả mọi người ở đây hãy đồng ý để trả 1 đô la mỗi ngày. Vậy thì nó sẽ là 30 đô la một tháng. Vậy thì trong bao lâu nào thầy Kisila? Cho đến khi mà các bạn bước vào cái thế giới tiếp theo. Và tôi sẽ ở trong cái thế giới đó, ở đó, trong cái thế giới tiếp theo đó. Nó sẽ là 60 ở trong cái thế giới tiếp theo. Và nếu như tất cả chúng ta đều tặng 30 đô mỗi tháng, 30-30-30, thì chúng ta có thể duy trì ACI diễn ra tiếp tục, hoàn toàn miễn phí, được chứ? Và Lama của tôi luôn luôn nói rằng hãy im đi và làm nó. Vậy thì chúng ta không cần phải nói quá nhiều. Tôi cũng không cần phải nói quá nhiều. Nó là một cái điều rất là đẹp. Cái người học giảng viên mà đã học cái khóa ACI và họ đã có được cái sự hiểu biết về Pháp. Những cái người mới đó thì nên được miễn phí. Các bạn biết đấy, những cái người mới, hãy tặng cho họ. Hãy tặng cho họ những khóa học đó. Cho nên mọi người hãy giúp tôi nhé. Tôi cần cái sự giúp đỡ. Tôi không thể nói quá nhiều áp lực đối với tôi để quyên góp tiền. Nếu mọi người chỉ cần tặng 1 đô la một ngày thôi thì tôi có thể thư giãn và sau đó thì tôi có thể dạy và các bạn biết đấy, tôi rất là thích cái điều đó và tôi rất là vui vẻ được quyên góp tiền nếu mà tôi cần phải làm và tôi đã học được rất nhiều từ điều đó. Thầy dùng cái chữ simply là cái chữ là không có mắc cỡ. Nhưng mà tôi rất là thích, nhưng mà tôi lại thích cái việc là chuẩn bị các lớp học và dạy các lớp học nhiều hơn. Tôi thích cái việc là phiên dịch. Vì vậy hãy giúp tôi. Và nhưng mà các bạn không nhất thiết phải giúp nếu như các bạn không có tiền. Thì Chúa sẽ ban phước cho các bạn. Đó là cái bài hát về Giáng sinh. Nếu như các bạn không có hy vọng cho một cái đồng tiền, thì một nửa đồng tiền thì cũng được.
Các bạn có cái mã QR code chưa? Đó, đây. Nếu như mà chúng ta có 1.000 đô, nếu như mà chúng ta có 1.000 người mà đồng ý là sẽ tặng 30 đô một tháng, thì tôi không phải lo lắng, không phải lãng phí thời gian nữa. Và tôi có thể là vui vẻ và có thể tận hưởng cái việc giảng dạy của mình. Được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại với Lam Rim. Vậy thì trong một lớp chúng ta sẽ học một lớp và sau đó chúng ta sẽ nghỉ giải lao và sau đó chúng ta sẽ học cái lớp phiên dịch Tháo Huyền Trang. Và tôi làm cái chúng tôi và tôi dạy cái lớp về phiên dịch 3 lớp một tuần ở Arizona, ở Rim Rock. Chúng tôi dạy vào buổi sáng thứ bảy và chúng tôi đã tạo ra một cái truyền thống rất là đẹp ở Arizona. Chúng tôi gặp gỡ cùng với nhau. Có hai người Hoa, những người mà có cái ngôi nhà rất là đẹp và họ quay trở lại Trung Quốc. Và một cách im lặng thì chúng tôi đã lấy được cái ngôi nhà đó. Chúng tôi không có đốt cháy quá nhiều trong căn nhà đó. Nhưng mà chúng tôi gặp ở đó khoảng thứ sáng thứ bảy hàng tuần và thấy là chúng tôi thiền định cùng với nhau và mọi thứ nó rất là ngọt ngào. Và thấy là chúng tôi, sau đó chúng ta sẽ có một cái lớp 1 giờ học về cái lớp phiên dịch cho những cái người Mỹ và những người châu Âu. Bởi vì nó là buổi chiều ở Úc. Ukraine và nhiều cái nơi khác nữa. Vậy thì thứ bảy chúng tôi sẽ làm một lớp. Và vào tối thứ hai, đối với châu Á, chúng tôi bắt đầu lúc 4 giờ, cái giờ thế giới. Đó là khoảng 7 giờ sáng ở châu Á. Thì chúng tôi sẽ làm hai lớp, và hai lớp này nó hoàn toàn miễn phí. Và những lớp học nó rất là khó. Chúng là những lớp học rất khó. Và tôi không biết. Nó có một cái phép màu lên tâm trí của các bạn để lắng nghe những cái lớp học phiên dịch. Nó sẽ thay đổi tâm trí của các bạn rất là nhiều. Nó giống như là phép màu vậy. Tôi không biết là tại sao. Nhưng mà tôi, chính bản thân tôi đã làm việc đó trong suốt khoảng 50 năm. Mọi buổi sáng. Nó thậm chí là một phần của cái câu lạc bộ sách ngủ ngon. Các bạn nhớ không? Các bạn đóng cái điện thoại, laptop và cái remote TV của các bạn lại. Có một vài người nói với tôi là Kisila. Tôi đã cất đi cái laptop và điện thoại. Nhưng mà tôi hỏi là có cái gì khác không thì họ khai là họ còn cái remote TV nữa. Vậy thì bây giờ nó sẽ là tam bảo của các bạn. Tam bảo của các bạn đó là hãy tắt cái laptop, tắt cái điện thoại và tắt cái, và dẹp cái remote TV của các bạn đi và đặt chúng trong một cái túi. Và sau đó hãy lấy ra một quyển sách pháp và đọc nó trong vòng 10 phút, và nó rất là mạnh mẽ. Và nó chính là một cái thói quen rất là mạnh mẽ. Các bạn không cần phải nhất thiết phải hiểu nó. Hãy đọc một quyển sách. Tôi không nghĩa là tức là khi mà chúng ta đọc một quyển sách, nếu chúng ta đã hiểu rồi thì tại sao chúng ta lại lãng phí thời gian đọc nó nữa, hay đọc một quyển sách mà chúng ta chưa hiểu. Có một vài người không học được gì ở trong cái trường cấp 3 cả. Vì vậy hãy đọc cái quyển sách đó trong khoảng 15 phút và sau đó hãy đi ngủ. Vậy thì tất cả những cái lớp học đó hoàn toàn miễn phí. Và tất cả những cái lớp học đó thì nó có diễn ra mỗi tuần, cho nên các bạn không đến thì các bạn gần như là điên rồi. Bởi vì tôi đã lấy đi cái TV của các bạn, cái laptop của các bạn. Các bạn có thể giữ cái laptop lại để các bạn có thể học được cái lớp phiên dịch. Okay, here we go. We're at Churchy Domtik. Churchy Domtik. Where's the confusing? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với lớp học. Yeah, Churchy Domtik means. Churchy Domtik means. Nó có nghĩa là tất cả những cái lời khuyên.
Donchik nghĩa là một cái lời thệ. Nhưng ở đây nó có nghĩa là lời khuyên. Nó có nghĩa là những cái lời khuyên về Pháp và hãy cố gắng giữ chúng. Và đặc biệt là Lô Chung, cái lời hứa của các bạn để đối xử với tất cả những chúng sinh khác như là bạn đối xử với bản thân chính bạn, đó chính là Lô Chung. Hai cái lời cam kết đó, đó là cái lời cam kết. Mọi người hay nói Sok Trăng Tu Tế Sung. Cái ngôn ngữ này thì rất là nổi tiếng khi mà các bạn nhận giới nguyện. Và các bạn nói rằng nó có nghĩa là tôi sẽ giữ cái cam kết này. Tôi sẽ giữ nó cho dù là với cái trả giá bằng mạng sống của tôi. Và sau đó có một cái bộ phim rất là lãng mạn. Các bạn đã xem cái bộ phim của Ngài Huyền Trang từ Trung Quốc. Khi mà họ dạy cái phần này của Lam Rim, họ nói rằng nếu một ai đó nắm cổ bạn lại và kề dao lên cổ các bạn và nói là bạn phải từ bỏ Lô Trâm, thì bạn phải nói là không. Rất tiếc là các bạn sẽ không có gặp điều này thường xuyên đâu. Và nó sẽ không có diễn ra đâu. Hầu hết tất cả mọi người sẽ không có quan tâm là bạn đang làm gì. Cái con dao đó chỉ là cà phê hay là Netflix. Cái Netflix đó chính là cái con dao. Có một vài người bị mất cái mạng sống của họ bởi vì Netflix hoặc là cà phê hay là những thứ như vậy. Và đừng nghĩ là trong cái cuộc đời của chúng ta sẽ có một vài cái sự cách mạng, có vài kiểu cách mạng và tất cả những cái người đạo Phật sẽ phải thề để từ bỏ mạng sống vì đạo Phật. Nhưng mà tất cả mọi ngày, tất cả chúng ta đều có cùng một cái lựa chọn tương tự như vậy. Cái Netflix nó giống như là con dao kề lên cổ của các bạn vậy. Các bạn phải lựa chọn là từ bỏ mạng sống của các bạn hay là từ bỏ Pháp, thì cái nào là các bạn sẽ chọn cái nào? Cái Netflix đó, mỗi một ngày nó trong im lặng, nó lãng phí thời gian của các bạn. Và đó chính là cái cách mà các Phật tử sẽ chết. Bằng một cách nào đó họ bị giết, họ sẽ bị chết, họ sẽ bị giết bởi cái Netflix đó. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta hay lẻn vào xem Netflix. But this is ACI, so I cannot fundraise for. Thầy hỏi là tại sao mà chúng ta sẽ không có quyên góp tiền để cho trả một vài phần phí cho Netflix để vào được internet. And it's an expensive. It's an expensive project. And all the worldview organizations. It's Vậy thì hình như là mình phải trả tiền để cho một vài cái chương trình của thầy lên được Netflix, để cho nó có thể là lên được internet và bắt đầu nó lan tỏa được. Vì vậy nó sẽ có ích cho các cái tổ chức của chúng ta. Vì vậy thôi, đôi khi chúng ta phải quyên góp tiền cho nó. Quay trở lại với lớp học. Mọi người hay nói kawasum. Kawa có nghĩa là rất khó để làm. Rất khó để làm. Kawa. Cái câu này có nghĩa là có ba điều khó để làm. Tất cả những cái phần này thì nó giống như là một vài cái lời khuyên nhỏ. Giống như là ba cái điều khó khăn. Ba cái điều khó. Và sau đó sẽ có hai cái điều rất là thú vị. Và sau đó sẽ có bốn điều. Các bạn biết đấy. Và họ sẽ đi rất là nhanh. Tới đây thì tôi nghĩ là Ngài bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn để đi đến 6 cái sự hoàn hảo hay là 6 cái ba la mật. Và thầy vì cái Ngài đây bắt đầu tăng tốc lên, và bạn biết đấy, nó rất là nhạy cảm ở trong các cái kinh điển.
Khi mà các Lama bắt đầu hết thời gian thì bắt đầu các Lama sẽ bắt đầu phải quyên góp tiền, thì các Lama bắt đầu phải dạy nhiều hơn, nhanh hơn và nhanh hơn. Điều này chúng ta đã có ngày hôm qua. Đó là chúng ta định định nghĩa hoặc nhận diện một cái điều gì đó. Nhân mô ở đây nó có nghĩa là gì? Nó rất là khó để nắm bắt khi mà chúng ta có được một cái klesha. Klesha có nghĩa là những cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta. Chúng ta không thể tìm ra một cái từ tiếng Anh hay để thay thế cho nó. Nó có thể là sự giận dữ, sự ham muốn, hoặc là một cái sự sân si của chúng ta, hoặc là sự khó chịu, không hạnh phúc. Thì đó chính là cái từ, đó là cái từ klesha. Những cái suy nghĩ không hạnh phúc, đó là những cái thái độ xấu. Và Ngài nói là nó rất khó để nhận diện chúng. Tại sao? Tại sao? Bởi vì khi chúng ta có nó thì nó sẽ làm rối loạn tâm trí của chúng ta. Và bởi vì nó làm rối loạn tâm trí chúng ta nên chúng ta không thể nhận diện nó được. Những cái cảm xúc tiêu cực nó có một cái gọi là kỹ thuật tự duy trì nó. Khi các bạn giận dữ thì các bạn sẽ tin rằng các bạn không có giận dữ. Khi các bạn có một cái ham muốn xấu thì các bạn sẽ thật sự tin rằng các bạn không đang không có một cái ham muốn xấu. Các bạn đang ngồi đó trong một cái tiệm bánh của Okura, khách sạn Okura ở dưới đây. Và thế là các bạn nhìn vào một cái bánh táo, và sau đó khi các bạn nghĩ ngay lập tức là tôi không có klesha ở đây. Khi chúng ta có một cái klesha, chắc chắn chúng ta sẽ không nhận ra được rằng chúng ta đang có klesha. Vậy thì chúng ta có một cái suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí chúng ta, thì nó sẽ thay đổi tâm trí chúng ta và chúng ta không thể nhận diện được nó. Chúng ta không thể tự nhìn thấy nó được. Và cái thứ hai, nhân bô ở đây là gì? Nhân bô đây chính là cái thuốc giải. Cái thuốc giải cho cái bánh táo. Đó là phải ăn nó thật là nhanh. Và thế là nó sẽ không còn ở đó nữa. Nó rất là khó để nghĩ về cái thuốc giải khi mà chúng ta đang ở giữa một cái sự giận dữ. Nó gần như là không thể nào để nghĩ về cái thuốc giải, nghĩ về cái sự nhẫn nhục, nghĩ về cái sự kiên nhẫn. Và cái thứ ba, cái từ này là cái gì? Kiên dữ, 100 đô. Cái từ Sanskrit cho nó là gì? Cái từ tiếng Sanskrit của nó là Tantra. 100 đô cho thầy Nick. So tantra means flow. Vậy thì cái tantra nó có nghĩa là một cái dòng chảy. Nó có nghĩa là những cái giáo lý bí mật. Nhưng mà thường thường cái từ này có nghĩa là một cái dòng chảy, cái tantra. Các bạn có tiếp biết cái từ chưa ở đây không? Đó là để cắt. Để cắt cái tantra có nghĩa là cắt cái dòng chảy. Đó là khi mà chúng ta bị có bị tấn công bởi cái sự giận dữ, hay bị tấn công bởi sự ghen tuông, hay bị tấn công bởi cái sự sân hận, hoặc là tấn công bởi một cái bánh táo, thì nó rất là khó để cắt quẹn nó. Thường thường thì các bạn chỉ nhận ra nó vào cái ngày tiếp theo thôi, tức là 24 giờ sau khi mà cái sự việc nó hoàn thành rồi thì chúng ta mới nhận ra, à, ngày hôm qua tôi giận dữ. Tôi đã ăn 6 cái bánh táo ngày hôm qua. Thường thường chúng ta chỉ có thể hiểu vào cái ngày tiếp theo thôi. Cho nên, có 3 cái ở đây. Nó rất là khó để chúng ta nhận ra được là chúng ta đang bị tấn công bởi một cái cliché. Và rất là khó để áp dụng cái thuốc giải cho chúng ta. Và nó rất là khó để cắt cái dòng chảy ở đây trước khi mà nó tự kết thúc một cách tự nhiên. Đôi khi nó mất tới 10 năm. Ví dụ như là một cái cuộc ly hôn, thường thường nó có thể mất tới 10 năm để có thể kết thúc một cách tự nhiên. Nên trên ở đây có nghĩa là làm việc chăm chỉ. Hiểu được cái bản chất của tâm trí của chúng ta khi mà chúng ta có những cái suy nghĩ tiêu cực. Hãy học nó như là những cái nhà khoa học.
học cái tâm trí của các bạn như là những cái nhà khoa học. Hãy học về những cái phút giải của các bạn. Hãy biết về những cái trạng thái của các bạn. Đừng có để cái tâm trí của các bạn nó dẫn dắt các bạn. Có một cái người hàng xóm, anh ấy có một cái con chó rất là to. Cái con chó đó tên là Winston. Và con chó đó rất là xấu tính và rất là bự. Khi mà con chó đó bị thoát khỏi dây thì tôi phải bỏ chạy. Và con chó đó thì kiểu như là nó thích vợ tôi hay sao đó. Và tôi rất là ghen tị với cái con Winston đó. Con chó đi ngang cái nhà tôi thì nó như thế này. Và cái tâm trí của các bạn thì nó giống như cái con chó bự đó. Các bạn phải đặt một cái xiềng xích lên trên nó và các bạn phải kiểm soát nó. Và đừng có để cho nó kiểm soát các bạn. Các bạn phải kiểm soát nó. Các bạn phải học cái cách để biết, nhận biết tâm trí của các bạn. Nó rất là khó. Tất cả mọi người đều đi đến phòng gym để xây dựng cái cơ bắp của họ, để trông đẹp. Sau đó thì họ để tâm trí của họ dẫn dắt họ đi bất kỳ đâu. Và cái tâm trí của họ nó rất là xấu. Cái cơ thể họ rất là đẹp nhưng mà tâm trí của họ rất là xấu. Vậy thì cái chính sách của tôi đó là hãy ăn cái ăn cái bánh táo, hãy để cái cơ thể làm bất cứ điều gì, nhưng mà hãy giữ cái tâm trí của các bạn đẹp, được chứ? Nhưng mà thật ra thì các bạn nên có cả cái tâm trí và cơ thể đẹp. Và bây giờ sẽ có một cái bức hình. Đây là cái hình. Tôi đã từng ở trong một cái câu lạc bộ. Khi mà chúng nó có một cái giải thưởng bí mật, đáng lẽ tôi không nên kể cho mọi người, nhưng mà tôi sẽ kể. Đó là một cái bài kiểm tra bí mật. Giống như là cái hướng đạo sinh ở Việt Nam mình á, cái kiểu đó. Khi mà các bạn khoảng 13 tuổi và nếu như các bạn hoàn thành nó, thì họ sẽ có một cái bài kiểm tra đặc biệt. Họ sẽ vứt bạn ở trên núi và họ sẽ cho các bạn hai cái con dao và hai cái lưỡi, hai cái búa và một cái con dao. Và họ nói rằng là khoảng 3 hay 4 ngày sau đó họ sẽ quay lại đón chúng ta. Và nó rất là khó. Đưa hai cái que diêm và một cái con dao. Vậy thì chúng ta phải sử dụng hai cái que diêm đó ngay lập tức bởi vì trời lúc đó thì nó rất là lạnh. Vậy thì để đi lên núi thì chúng ta thường phải cưỡi ngựa. Chúng ta phải đặt những cái đồ vật dụng cần thiết lên trên lưng ngựa. Me asshole. That's why they call them ass mimi. They are very grumpy. Con ngựa đó rất là xấu tính. Nhưng mà chúng ta có thể đặt rất là nhiều thứ lên trên cái con ngựa đó, thì con ngựa đó có thể là có cả 5 người cưỡi ngựa cùng một con ngựa cũng được. Thì chúng có thể là tải trọng nó rất là nhiều và chúng ta và cho nó có thể đi rất là xa. Và cái tiếp theo nó được gọi là cái phần tiếp theo của cái lô chôm, nó được gọi là chuẩn bị cái nhu yếu phẩm của các bạn. Cái thứ nhất đó là hãy cố gắng gặp một vị thầy tốt. Hãy rất là kén chọn đối với người thầy của chúng ta. Họ nói rằng là đừng giống như là một cái con chó bị đói và gặp một cái bánh dành cho những cái đồ ăn cho chó và nó ăn ngay lập tức. Cho nên là chúng ta phải rất là kén chọn khi chúng ta chọn cái người thầy của mình. Nó rất là xui xẻo nếu các bạn gặp một cái người thầy và các bạn quyết định là các bạn sẽ học với người thầy đó và sau đó các bạn quyết định là các bạn không thích cái người thầy này. Cho nên chúng ta cần phải kiểm tra họ.
Một cái cách tốt đó là hãy hỏi những người khác. Các bạn đã học với cái vị thầy này chưa? Họ có nói thật hay không? Họ có phải là một người tốt hay không? Và hãy kiểm tra với học viên. Tôi thích là kiểm tra các học viên của vị thầy đó. Nếu như các học viên toàn là những cái người ngu ngốc và hay giận dữ, thì hẳn là người thầy đã không có làm một cái công việc tốt. Cho nên chúng ta phải kiểm tra người thầy rất là kỹ càng. Nó rất là ổn để chúng ta đi đến gặp nhiều vị thầy khác nhau và thử rất là nhiều vị thầy khác nhau, nhưng mà đừng có cam kết gì cả cho đến khi mà chúng ta đã kiểm tra họ kỹ càng. Đâu là câu chuyện của thầy Kishimoto lúc này là gì? $100. À, cô Jean nói đúng rồi, $100. À, vợ của tôi là siêu siêu đẹp. Đó là lý do tại sao mà tôi theo đuổi cô ấy 50 năm. À, thật ra là 53. Và thế là tôi dẫn cô ấy đến cái cửa hàng cao bồi và cô ấy muốn mua một cái chiếc quần jean. Và tôi đã kể câu chuyện rất là nhiều rồi. Và cái cửa hàng đó không có cái chỗ để cho những cái người đàn ông ngồi đợi. Các bạn phải đứng đó, nó giống như là một cái nhà thờ vậy đó. Và tôi phải đứng đó và đợi cho cô ấy. Và cô ấy đã thử 41 cái quần jean. À, tôi đã đếm từng cái một. Và thấy xem là cô ấy mua bao nhiêu cái. Cô ấy nói rằng là không, cô ấy không mua cái nào cả, mà cô ấy nói rằng là hãy đi qua một cái cửa hàng khác. Và tôi rất là giận. Nhưng mà đó là, nhưng mà các bạn, cái đó là cái cách mà các bạn nên chọn cái người thầy của các bạn. Các bạn phải rất là kén chọn. Hãy thử 42 người thầy khác nhau. Hãy thử, nhưng mà, bởi vì nó là một cái cam kết cả cuộc đời. Nó là một cái lời cam kết rất là lớn. Cho nên các bạn hãy đừng nhận một người thầy một cách dễ dàng. Đừng bao giờ thử một cái quần jean online. Điều đó rất là ngu ngốc. Các bạn hãy đi đến trực tiếp cái cửa hàng đó. Các bạn phải đi đến trực tiếp cái tu viện đó. Tôi không quan trọng là cái cỡ quần nào mà họ ghi ở trên Internet, nó luôn luôn sai. Vì vậy, hãy đi đến trực tiếp đó. Hãy đến đó và thử người thầy. Hãy thử trong một khoảng thời gian. Họ nói là tôi cam kết, tôi không cam kết gì cả, tôi chỉ muốn thử thôi. Tôi chỉ muốn kiểm tra thử. Vậy thì có một cái thời cổ xưa, có một cái truyền thống là chúng họ sẽ phải kiểm tra trong suốt 12 năm để kiểm tra vị thầy của mình. Có một cái câu chuyện hài, một cái người học viên đến người thầy và quan sát người thầy 12 năm và người học viên nói là ồ thầy, thầy là một vị thầy tốt, thầy đã vượt qua bài kiểm tra của con rồi. Bây giờ con muốn làm làm đệ tử của thầy. Nhưng mà lúc đó người thầy đã nói là khoan đã, để thầy kiểm tra con 12 năm đã. Để mà nhận được người thầy phải mất tới 24 năm. Cho nên là đừng có ngại để mà kiểm tra. Đôi khi chúng ta mua một cái món đồ gì đó và cái người bán hàng thì sẽ hối thúc chúng ta, thì chúng ta sẽ phạm sai lầm. Giống như là khi chúng ta mua một cái xe hơi, thì cái người bán xe hơi họ rất là thúc đẩy chúng ta để chúng ta mua. Nhưng mà lúc đó thì đừng có mua. Bởi vì lúc đó thường là có một cái vấn đề gì đó với cái xe đó. Đừng có vội vã, đừng có giận, đừng có để một cái vị lama thúc đẩy các bạn. Hãy kiểm tra họ và đừng ngại ngùng. Đây là một cái truyền thống, họ nên chấp nhận cái điều đó. Nếu như mà một cái vị lama không có thích bạn kiểm tra họ, thì tôi sẽ thử một vị lama khác. Một cái vị lama tốt sẽ luôn nói là hãy kiểm tra tôi thoải mái, hãy kiểm tra tôi, hãy kiểm tra học viên của tôi, hãy kiểm tra internet, hãy tìm kiếm tất cả mọi nơi. Và sau đó hãy nhận tôi nếu như mà các bạn đã nhận ra rằng tôi là một cái vị lama tốt. Hãy tìm một cái người nào đó mà phù hợp với các bạn hoàn toàn. Tất cả mọi người đều có một cái mông khác nhau. Cái từ mông đó nói bằng tiếng Tây Ban Nha là gì? Vậy thì mông của tất cả mọi người đều khác biệt nhau, đều có kích cỡ khác nhau. Cho nên tất cả các vị thầy sẽ không phù hợp với các bạn. Đừng có ngại ngùng. Hãy nói rằng là con thích thầy lắm, thầy rất là hài hước, thầy rất là tử tế. Nhưng mà con nghĩ là con cần một cái người thầy khác, điều đó cũng ổn thôi.
thầy của tôi nói rằng là không có quá nhiều cái siêu thị ở trên Mỹ. Nếu như các bạn đã tìm được một cái thì các bạn nên chấp nhận nó. Đây là một cái câu nói đùa của thầy. Quay trở lại, bạn gặp một cái người thầy tốt. Đây là Rua có nghĩa là phù hợp hay là sẵn sàng. Lays có nghĩa là làm cái công việc. Leisure có nghĩa là sẵn sàng để làm cái công việc đó. Giống như là các bạn đi đến cái phòng gym mà các bạn đã sẵn đã muốn nâng một cái tạ 20kg. Thì các bạn phải phù hợp và sẵn sàng để nâng cái tạ đó. Nếu không thì các bạn sẽ tự làm tổn thương mình. Ở đây thì nó là đang sẵn sàng cho những cái việc thực hành tâm linh. Đó là một cái từ rất là nổi tiếng. Một cái khóa nhập thức Kim Cang Thượng nó được gọi là Laser, là cái từ tên ngắn cho nó. Đây là một cái từ rất là nổi tiếng. Lero. Lero. Đó chính là từ ngắn cho Kim Cang Thượng, nhập thức cho Kim Cang Thượng. Một cái Vajrayana thì mất có khoảng tầm 3 đến 4 tuần làm việc vất vả cho anh chị. Chúng ta sẽ nhận quán đảnh trong Vajrayana. Thì tức là cái tâm trí nó của chúng ta nó phải sẵn sàng cho cái công việc này. Chúng ta có một người thầy tốt là đúng rồi, nhưng mà cái tâm trí chúng ta nó cũng phải khỏe mạnh nữa. Nó phải bình an. Không có một cái sự tranh cãi quá lớn nào với tất cả những người xung quanh. Tâm trí của các bạn nó phải sẵn sàng. Lerus có nghĩa là sẵn sàng. Tâm trí của các bạn nó phải sẵn sàng. Và sau đó có một để làm được một cái bài thực hành nghiêm túc như là một cái khóa nhập thức thì các bạn sẽ phải cần một ít tiền. Chúng ta cần có một cái nơi để ở, một cái thức ăn, như các bạn cần một cái nơi như là núi Kim Cương, một cái cabin để nhập thức. Các bạn sẽ không làm được những cái khóa nhập thức sau ở một cái nơi nào khác. Nó phải là một cái nơi rất là đẹp và yên tĩnh lặng. Mà nên có một cái cabin đẹp. Nếu mà có ai đó đã từng nhập thức ở đó trước đây, thì điều đó là một cái điều rất là tốt. Nó sẽ có một cái sự cộng hưởng tốt ở đó. Cho nên cái cabin đó được xây cho cái mục đích là nhập thức tâm linh. Thì cái cảm giác ở đó nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cho nên hãy cố gắng tìm một cái nơi như vậy. Mà điều đó thì có nghĩa là sẽ có gần những cái nhà đầu tư. Các bạn sẽ phải tìm một ai đó để trả tiền và núi Kim Cương về cơ bản. Thì chúng tôi sẽ tìm ra một cách nào đó để các bạn có thể thực hiện được cái khóa nhập thức của các bạn. Chỉ cần là các bạn đủ nghiêm túc, chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn làm một khóa retreat. Nhưng mà các bạn đừng đến đó để chỉ đến đi ngủ rồi đi vào cái nhà vệ sinh rồi đi ngủ và trong khóa retreat đó. Để bắt đầu thì chúng ta nên bắt đầu với 2 hoặc 3 tuần và sau đó chúng ta sẽ tăng lên dần thành 1, 2 tháng, 3 tháng rồi sau đó chúng ta lên 6 tháng. Rồi sau đó chúng ta có thể làm 1 năm và sau đó chúng ta có thể làm 3 năm. Tất cả những người ở núi Kim Cương mà trước khi mà tôi cho họ nhập thức 3 năm thì tôi luôn phải đào tạo họ trong suốt 7 năm. Cho nên mọi người đừng có quá hào hứng về cái khóa nhập thức 3 năm, được chứ? Một ngày nhập thức mà không có sự chuẩn bị thì đó là một cái điều tệ hại. 3 năm nhập thức mà không có sự chuẩn bị nào là tệ hại. Cho nên các bạn cần phải được chuẩn bị và cần phải được đào tạo, được chứ? Quay trở lại bài học. Mulam Des Min ở đây có nghĩa là bạn nên bắt đầu thực có những cái lời cầu nguyện. Các bạn cần ba cái nhu yếu phẩm.
đó là cái người thầy. Cái tâm trí của chúng ta đã sẵn sàng, đã được đào tạo. Và sau đó là các bạn, cái thứ ba đó là các bạn có được cái sự ủng hộ từ một vài cái nhà đầu tư, những cái người hỗ trợ. Những cái nhà đầu tư đó thì, những cái nhà tài trợ đó thì rất là quan trọng ở trong đạo Phật. Tôi biết là trong đạo Phật nó không có quá tốt khi chúng ta nói về tiền bạc, nhưng mà nó không có hay, không có vui vẻ gì khi nói về tiền bạc. Nhưng mà nếu các bạn muốn làm một cái khóa nhập thức nghiêm túc thì nó sẽ tốn rất là nhiều tiền, nó sẽ mất tiền. Vì vậy đồ ăn thức uống nó cũng sẽ tốn tiền. Các bạn muốn nghe một cái câu chuyện vui về nhập thức hay không? Đây là lý do tại sao mà ông nội luôn luôn làm chọc vui các bạn. Tôi rất là may mắn khi mà tôi bắt đầu học yoga. Khi mà tôi bắt đầu học yoga thì tôi đã rất may mắn để tôi đã có được hai cái vị thầy giỏi nhất trên thế giới này. Thầy dạy Parvati và họ dạy Sting. Họ là những cái vị thầy yoga rất là giỏi. Họ đã đào tạo tôi để tập yoga. Bởi vì tôi chuẩn bị vào các khóa nhập thức 3 năm. Cho nên tôi phải học cái cách để tập thể dục trong một cái phòng. Bởi vì gần như là tôi sẽ không có rời căn phòng đó trong suốt 3 năm sắp tới. Và nó là một cái phòng rất là nhỏ. Cho nên tôi nghĩ là yoga thì nó rất là hoàn hảo, bởi vì tôi có thể tập yoga ở trong cái phòng đó. Tôi học với họ. Tôi đã học được cái cách làm điều đó. Họ là những cái vị thầy rất là giỏi. Họ là những cái vị thầy rất là khó khăn, nghiêm khắc. Và nhưng mà tôi đã học được từ họ rất là nhiều. Và khi mà tôi đi vào cái khóa nhập thức và tôi hỏi họ là họ có đồng ý là đến gặp tôi mỗi 6 tháng hay không, để họ có thể, tôi hay nói chuyện với họ, họ có thể nói với tôi. Có một cái quy tắc trong cái nhập thức, đó là cái vị thầy của các bạn có thể đến và gặp các bạn để cho các bạn những lời khuyên. Vậy thì sau 6 tháng nhập thức thì họ đến. Và chúng tôi có một cái nhà kiểu Mông Cổ, cái loại nhỏ, để gặp những cái vị thầy. Họ không có đi trực tiếp vào cái nơi mà tôi nhập thức, thì cho nên có một cái nơi này để gặp thầy của mình. Và cái nhà vệ sinh nằm kế bên đó ở sa mạc, thì chúng ta đào nó xuống, đào xuống khoảng 10 mét sâu. Và sau đó chúng ta sẽ có một cái nhà gỗ và có cái chỗ ngồi, và chỗ ngồi phía trên cái lỗ đó, và chúng ta đã cố gắng để chúng ta không lọt xuống cái lỗ đó. Và chúng ta sẽ có một cái con rắn mà đuôi chuông á, nó sẽ sống ở dưới cái hố đó. Và con rắn đó nó rất là độc và rất là nguy hiểm. Và nếu như mà rơi xuống đó thì sẽ không bao giờ mà rời khỏi cái hố đó được nữa. Khi mà các bạn ngồi ở đó thì các bạn sẽ nghe cái tiếng là chi chi chi. Nhưng mà cái con rắn nó không có vớ lên được bởi vì nó quá xa. Cho nên David và Sharon đến và gặp tôi. Và chúng tôi ngồi trong cái nơi đặc biệt đó. Cái động tác này. Cô ấy là một cái người thầy rất là khó khăn, rất là nghiêm khắc. Và thế là tôi đã tập yoga và họ nói rằng là nhưng tiện đây một cái điều gì đó rất là tệ đã xảy ra. Họ nói rằng là đã hết tiền rồi để cho cái khóa nhập thức của các bạn. Trong cái khóa nhập thức thì cái tâm trí của các bạn nó rất là mỏng manh và dễ tổn thương, kiểu vậy. Và sau 1 năm 6 tháng thì họ nói rằng là đừng lo, chúng ta có cái giải pháp mà. Lúc đó thì họ nói rằng là chúng ta có, lúc đó có đang có 6 người đang nhập thức cùng một lúc, thì họ sẽ quay vòng, tức là bạn sẽ ra ngoài 1 tháng
rồi sau đó sẽ để đi kiếm tiền, để làm việc ở cái McDonald's và kiếm tiền. Và sau đó họ nói rằng là cái tháng 4, nó là ngày cái tháng 4. Vậy thì ở Mỹ thì các bạn sẽ chọc ghẹo một ai đó. Vậy thì khoảng sau 2 giờ thì tôi cần phải đi BB. Mà họ thì kiểu như là thế là chúng tôi đưa anh ấy đến cái nhà vệ sinh đặc biệt. Và thế là đóng cái cửa lại. Và chúng tôi lắng nghe. Và sau đó có tiếng là. Và sau đó là anh ấy chạy ra. Và lúc đó còn chưa kéo quần lên. Vậy thì hãy... hãy đảm bảo là chúng ta có đủ tiền trước khi mà chúng ta nhập thất. Nếu không thì chúng ta sẽ có những cái bất ngờ như vậy. Chúng ta sẽ có nhiều cái vấn đề như vậy. Nhưng mà nó rất là vui. Vậy thì chúng ta sẽ có hỏi đáp đúng không thầy Tim? Cái kế hoạch là gì? No, but when was it supposed to start? He's so polite, it's hard to get him to tell the truth. Thầy Tim lúc nào cũng rất là tử tế và gọi là lịch sự, cho nên thầy không có nói sự thật. Okay, good. So Q&A for 15 minutes. Okay. Vậy phần hỏi đáp trong 15 phút. Vậy thì có 3 dạng câu hỏi. Một, đó là về cái chủ đề. Thường là nó bất thường. Và dạng thứ hai đó là các bạn có câu hỏi về cá nhân. Tôi rất là vui để trả lời những cái câu hỏi. Đừng có ngại. Lắng nghe này. Tôi đã từng nghe tất cả những cái câu hỏi xấu hổ cả trăm lần. Rất là nhiều người đã từng làm những cái điều tồi tệ hơn bạn. Đừng có quá tự hào và nghĩ rằng bạn là số một. Nhưng mà tất cả, cho nên bất kỳ câu hỏi nào thì đều ổn thôi. Và cái thứ ba đó là những cái câu hỏi về triết lý. Bất kỳ một cái câu hỏi nào mà các bạn muốn hỏi thì các bạn đều được chào mừng để hỏi, chào đón để hỏi. Cảm ơn thầy Kisila. Tôi có một câu hỏi về. Tôi nghe trong một cái kinh điển, ở trong mỗi kinh điển nó nói rằng là cái thế giới bên ngoài nó sẽ phù hợp với thế giới bên trong của chúng ta. Giống như là cái ngôi sao, cái màu sắc, cái con mồ, nó đều có một cái sự phù hợp với cái cơ thể chúng ta, các cái nội tạng của chúng ta. Thì chúng ta có thể học được ở đâu? Ví dụ như là cái màu nó sẽ phù hợp với những cái luân xa trong cơ thể chúng ta. Vì thầy có thể nói giải thích nhiều hơn về cái điều này. Và chúng ta có thể sử dụng cái điều này. Và nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta để làm việc với bên trong của mình. Có hai lời khuyên. Cái số 1. Tôi nghĩ là tôi đã kể cái câu chuyện này rồi. Tôi thích kể chuyện. Mọi người hãy kiên nhẫn với tôi. Tôi gần như là dạy gần như là mỗi ngày, cho nên tôi không nhớ là câu chuyện nào tôi đã kể rồi. Vậy thì chúng tôi phiên dịch một cái chuỗi kinh điển nó của Trung Đông. Cái quyển sách của thầy Nick là khoảng 700 trang. Nó là những quyển sách chính, rất là quan trọng và lớn. Quyển sách của thầy Nick là hai quyển sách, đó là bởi vì nó dài tới 700 trang. Chúng tôi có dạng sách bỏ túi, cho nên các bạn có thể nhét vô trong túi hay là bỏ vô ví. Các bạn có thể đi mang đi khắp vòng quanh. Khi mà tôi ăn trưa thì tôi có thể đọc nó. Nó là những dạng sách Pháp rất là dễ hơn. Và Rosa đang in lại chúng.
và chúng có dạng ebook. Gibson đang làm việc với hai quyển nữa. Vậy chúng ta có những cái quyển sách bỏ túi như vậy. Và sau đó tôi gặp một cái chỗ phiên dịch rất là khó. Và nó là một quyển sách về kim kim thừa. Tôi không thể hiểu được cái từ đó. Nó có cái từ rất là lạ. Và tôi đến gặp thầy của mình. Tôi có một cái từ điển được gọi là thầy của tôi. Tôi không bao giờ cần một cái từ điển giấy bởi vì tôi đã có thầy của tôi rồi. Tôi có thể nhớ là gần như tất cả những cái từ mà thầy dạy của tôi. Mình thì tôi đến và tôi gặp thầy là con không hiểu cái từ này. Mà thầy nói rằng là đừng có lo lắng. Đây là những cái từ về thiên văn học. Ở trong quốc gia của tôi, thiên văn học thì nó có một cái tên rất là tệ. Thiên văn học đó là những cái người mà chiêm tinh học. Chiêm tinh học là những cái người mà lấy tiền của các bạn và họ sẽ nói với các bạn tất cả những cái thứ kỳ lạ. Giống như là có một cái ngôi sao ở trên trời đó và bạn phải trả cho tôi 20 đô, nếu không thì bạn sẽ gặp xui, kiểu như vậy. Tôi rất là bất ngạc nhiên bởi vì cái từ đó là cái từ chiêm tinh học. Nhưng mà đừng có nghĩ là nó ngu ngốc bởi vì nó rất là sâu. Cái chiêm tinh học ở trong đạo Phật thì nó rất là sâu. Và tôi hỏi là như thế nào? Và những cái từ này nó có liên quan tới những cái chiêm tinh học ở trong đạo Phật. Và thầy của tôi cũng là một cái bậc thầy của về chiêm tinh học ở trong cái tu viện mà thầy đã giải thích tôi những cái từ ngữ đó. Và tôi hỏi thầy của mình, khi nào thì thầy đã học cái chiêm tinh học này, khi nào? Nó là một cái phần ở trong cái khóa KC. Chỉ có những người mà hoàn thành cái khóa KC mới được học về cái chiêm tinh học này. Nó giống như là yoga vậy. Vậy thì hai cái điều đó. Nó đến từ một cái kinh điển mà có liên quan đến Tantra. Nó là một cái giáo lý bí mật. Chúng ta có một cái thuyết về vỏ củ hành. Nhưng cái cơ thể chúng ta giống như là củ hành vậy đó. Và nó có nhiều cái lớp khác nhau. Chúng ta có cơ thể vật lý, sau đó chúng ta có cái thân về prana, sau đó chúng ta có thân về nghiệp, sau đó chúng ta có thân về tính không. Đây là tất cả những cái lớp vỏ củ hành. Và theo cái thân tinh thần bên trong và cái thân khí, cái da và cái xương nó cũng sẽ thay đổi. Đây chính là cái thế giới bên ngoài. Và nó bao phủ cái bên trong. Và cái tâm trí bên trong thì nó lại bao trùm cái tính không. Cho nên nếu như mà hạt giống nó tốt, thì cái hạt giống thì nó tốt. Và nếu như mà hạt giống nó tốt thì cái khí nó tốt, thì cái luân xa nó sẽ tốt. Và nếu như cái luân xa nó tốt thì cơ thể sẽ tốt. Và nếu như mà cái cơ thể tốt thì cái bầu trời sẽ tốt. Nó là giống như từng cái lớp nó bao bọc lẫn nhau như vậy. Và nó là một ý tưởng rất là đẹp. Nếu như các bạn muốn học về những ngôi sao và những hành tinh một cách đúng, thì bạn có thể nói được rất là nhiều về cái cơ thể bên trong của các bạn. Và các bạn sẽ nói rất nhiều về cái tâm trí của các bạn. Và có cả một hệ thống để chúng ta học. Và đó là một cái câu trả lời. Và nó đòi hỏi rất là nhiều cái sự rèn luyện. Và cần phải tìm một cái vị Lama, cái người mà hiểu về điều đó. Và cần rất là nhiều thời gian để phải học về những quyển sách đó. Nó là một trong những quyển sách dài nhất ở trong đạo Phật. Sau đó thì các bạn có thể tìm một cái vị thầy giỏi và học cùng với họ và sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng có một cái bài thực hành tương tự như vậy sắp xuất hiện ở trang tiếp theo của cái thực hành lô trong của chúng ta. Cho nên bạn hãy đợi thêm một ngày nữa. Thì chúng ta sẽ nói về nó vào ngày mai. Nó sẽ xuất hiện vào ngày mai. Okay. Yeah, okay. Chúng ta còn kịp giờ không ạ? Thầy đang hỏi thầy Tim. Cảm ơn thầy.
三年来，我常常经历一个生死之间的问题。那个问题就是，我有可能下一刻看到他们的决定，这个人要死亡。去年我尝试着用种子改变一个人生命的死亡，可是，在家人的决定之下，我似乎是什么都不能做。我想知道，我学这个体系，我现在可以为这个人，在这个昏迷的当下或死亡的当下，要别人决定的时，我可以做些什么？ 所以朋友在昏迷，但是你没有办法阻止他的家人拔掉他的那些事情。对对对。So basically, one of her friends. Sorry. My friend is in a coma, and. Bạn của tôi đang gọi là trong một cái bất tỉnh á, không có thức được. Và gia đình thì đang có một quyết định là có nên để cho anh ấy ra đi hay không. Và tôi đang cố gắng gieo trồng những hạt giống để ngăn chặn cái chết của anh ấy. Và tôi cảm thấy rằng là hình như là không có gì nó có hiệu quả cả, vẫn chưa có gì hiệu quả cả. Và tôi muốn hỏi rằng là làm sao mà tôi có thể gieo trồng những hạt giống thực sự mạnh mẽ để giúp đỡ người bạn của tôi. Để thoát khỏi cái bi kịch này. Chúng ta đã có một câu hỏi tương tự như vậy vào ngày hôm qua, hai ngày trước đó. Và cái đáp án thì nó gần như là tương tự với nhau. How many people not going to hell after this? Có một ai đó hỏi Đức Phật rằng là có bao nhiêu người sẽ đi đến cái địa ngục sau kiếp sống này, bao nhiêu người có thể quay trở lại làm người trong kiếp sống này, thì Đức Phật sẽ làm như thế này. Và sau đó thầy Đức Phật sẽ chạm xuống đất, và Đức Phật đã cho thấy một vài cái bụi bám lên trên ngón tay, và Đức Phật sẽ nói là số người nhỏ này sẽ không đi xuống địa ngục. Và Ngài nói rằng là phần còn lại của trái đất, hàng triệu, hàng tỷ người, thì chỉ có như đây, những cái rất số lượng rất nhỏ này là sẽ không xuống địa ngục thôi. Và tất cả những cái số còn lại thì sẽ phải đi xuống địa ngục. Phiên dịch về cái ý nghĩa của nó có nghĩa rằng là cái phần trăm nó cái phần trăm thực sự rất là chính xác. Vậy thì nó rất là bình thường để chúng ta đi xuống địa ngục sau cái kiếp sống này. Cho nên nếu như mà các bạn có thể nhìn thấy được cái địa ngục và trải nghiệm được chúng, các bạn có thể đọc về địa ngục nhưng các bạn không tin về địa ngục. Có một cái trò đùa trong cái đạo Thiên Chúa, tức là cái con quỷ đã tạo ra được cái thành tựu lớn nhất ở trong thế kỷ này, đó là mọi người không tin vào địa ngục. Cho nên nếu như mà bằng một cách nào đó mà các bạn có thể thực sự nhìn thấy cái địa ngục và các bạn biết về cái câu chuyện về cái một ngón tay như thế này, cái bụi trên một ngón tay như thế này, thì các bạn sẽ cố gắng giữ cho tất cả mọi người còn sống còn lâu nhất có thể. Cho dù là họ đang ở trong cái bệnh viện hay là cho dù họ đang bất tỉnh ở trong bệnh viện, không có gì có thể so sánh được. Cho dù các bạn có thể thấy được họ sống thêm một giờ nữa, thì sẽ không có ai muốn giết họ. Bởi vì cái nơi tiếp theo mà họ đến thì nó còn tệ hơn rất rất nhiều. Cho nên trong đạo Phật thì nó luôn luôn là chúng ta luôn luôn nỗ lực để giữ cho họ sống, cho dù là họ đang có khổ đau như thế nào. Cho dù là khổ đau nó rất là nghiêm trọng. Cha của tôi có một căn bệnh. Ba của tôi có một cái giải pháp gọi là Braptin. Nó là cho họ dùng những cái chất gọi là như là cocaine hoặc là morphine, là những cái chất gây nghiện để cho họ bị giảm đau đi, nhưng mà sẽ không có giết họ và đừng để cho họ chết.
Đây là những cái câu hỏi khó và rất là khó để đưa ra câu trả lời, nhưng mà tôi không ngại đưa ra những cái câu trả lời mà không có nhiều người muốn đưa ra. You know, if you don't really accept health and you don't understand, nếu như mà các bạn không chấp nhận về địa ngục và các bạn không hiểu nó, và bạn chỉ nhìn thấy được cái sự khổ đau của cái người đó trước mắt, và tất cả mọi người đều thấy là không có hy vọng nào cho cái người đó nữa, và bạn cảm thấy rằng là bạn muốn ngừng cái sự khổ đau của họ lại, thì theo cái quan điểm của tôi, nếu như các bạn làm với cái động lực đó thì nó tốt cho bạn và nó cũng tốt cho họ. Trong cái quan điểm riêng cá nhân của tôi, nếu như mà cái động cơ của các bạn nó là thuần khiết và bạn thực sự muốn giúp đỡ họ và bạn muốn rút cái dây mà cung cấp thức ăn hoặc là những cái để duy trì sự sống cho họ đi á, thì cá nhân tôi tin cái động lực, cái động cơ đó là cái số 1, nó quyết định 99%. Nếu mà cái động cơ của các bạn nó là tốt, thì tôi tin rằng bạn sẽ tạo ra được một cái hệ giống tốt. Nếu như mà cái động cơ của các bạn nó là thuần khiết, thì các bạn có thể giúp đỡ cái người đó. Và sau đó các bạn nên học một cách kỹ càng tất cả những cái lời nguyện, tất cả những cái bài thực hành tốt nhất để giúp đỡ họ khi mà họ chết. Họ có vẻ như là họ đang bất tỉnh, nhưng mà họ có thể nghe và họ có thể cảm nhận một điều gì đó, hay nghe một chút gì đó và cảm nhận một chút gì đó. Cho nên nếu như khả thi thì hãy giúp đỡ họ. Nếu mà gia đình của các bạn quyết định rằng là sẽ rút dây, thì mà bạn không thể ngăn chặn họ được, thì tôi nghĩ là để khiến cho tất cả mọi thứ nó bình an, nó rất là quan trọng để khiến cho mọi người chết một cách bình an. Và gia đình không nên là tranh cãi trong căn phòng đó, hay là bất hòa trong căn phòng đó. Hầu hết tất cả gia đình đều sẽ không hiểu về đạo Phật. Và họ sẽ muốn kết thúc cái cuộc sống của cái người đó. Tôi tin rằng tất cả những cái người Phật tử thực sự, những người theo đạo Phật thực sự thì có thể tạo ra những cái điều tốt. Có thể làm được những cái lời cầu nguyện rất là mạnh mẽ và tất cả những cái thực hành rất là mạnh về prana, về khí. Tôi tin là tất cả các bạn được đào tạo rất là tốt và bạn có thể giúp đỡ họ rất là nhiều. Và nó sẽ phụ thuộc cả vào cái động cơ của các bạn. Và tôi sẽ không có tranh cãi với gia đình. Tôi sẽ cố gắng để tôn trọng cái ước nguyện của gia đình. Bạn sẽ không thay đổi được cái suy nghĩ của họ trong ít nhất là một năm hoặc là tương tự như vậy. Cho nên nó tốt hơn là hãy để cho gia đình đó được bình an. Và nếu như cái người đó chết, thì họ có thể cảm nhận được, cái người đó đang chết thì họ có thể cảm nhận được cái cảm xúc ở trong cái căn phòng đó. Và nó rất là quan trọng để gia đình của họ phải hòa thuận và ủng hộ lẫn nhau. Cho nên nó rất là quan trọng để chúng ta không có tranh cãi nếu mà cái gia đình quyết định là rút cái dây. Được chứ? So we're going to be doing a special class coming up. We're going to be doing a translation class. Chúng ta sẽ có một cái lớp học đặc biệt sắp tới. Chúng ta sẽ có một cái lớp học phiên dịch cùng với quyển sách của thầy Seiji Arao. Trước khi mà chúng ta làm điều đó thì tôi muốn có tuyên bố nhanh. Ngày mai chúng ta sẽ có lễ giới nguyện, họ nhận giới nguyện Bồ Tát từ 1 đến 2 giờ chiều giờ Kyoto. Và cái lớp học đầu tiên ngày mai nó sẽ bắt đầu vào khoảng 10 giờ hay 10 giờ 30. Lúc 10 giờ 30 sáng mai. Nếu như mà các bạn muốn nhận những cái giới nguyện đó thì các bạn nên đến lớp học. Bởi vì chúng tôi sẽ nói về làm sao để nhận giới nguyện. Cái gì sẽ khác biệt giữa là cái việc nhận nó dưới dạng một giới nguyện và cái việc là nhận nó thực sự dưới dạng hành động. Vậy thì tất cả chúng tôi sẽ nói về tất cả những cái giới nguyện Bồ Tát trước. Các bạn muốn hiểu về giới nguyện thì các bạn hãy đến cái lớp học sớm. Và các bạn online thì các bạn cũng được chào đón để đến sớm để nhận những cái giới nguyện. Các bạn muốn nghe một câu chuyện hay về giới nguyện hay không? Từ ông nội. Khi mà thầy của tôi sắp sửa ban cho tôi những cái giới nguyện cao hơn vào cái ngày tiếp theo. Lúc đó ở miền Bắc của Virginia,
ở trong cái ngôi nhà của một người nào đó. Và cái quý cô này, cô ấy là một cái giáo sư ở Washington, ở một cái đại học của Mỹ. Cô ấy nói rằng là, Rinpoche, tôi có thể ngồi hỏi ngài một cái điều gì không? Và ngài đồng ý. Và cô ấy hỏi rằng là, ngài sắp ban cho chúng tôi những cái giới nguyện cao vào ngày mai. Và cô ấy nói rằng là, nhưng mà tôi nghe những một vài cái điều gì đó về cái giới nguyện này. Và ngài hỏi là gì vậy? Và cô ấy nói rằng là, đây là những cái nghiệp rất là nghiêm trọng và rất là mạnh. Đúng, đúng. Đó là lý do tại sao chúng ta nhận chúng. Không, không, tôi nghe rằng là nếu như mà chúng ta phá vỡ những cái giới nguyện này thì chúng ta sẽ phải, và chúng ta phải rơi xuống địa ngục. Và cô ấy nói rằng, cho nên tôi không chắc là tôi có muốn nhận những cái giới nguyện này hay không. Tôi cảm thấy ngần ngại khi mà nhận chúng, bởi vì nếu mà tôi phá vỡ chúng thì tôi phải xuống địa ngục. Và sau đó thì Lama chào, cười. Lama rất là hài hước. Honey, you go into the health anyway. Chà nói rằng là dù gì nữa thì bạn cũng phải xuống địa ngục mà. Cô ấy hỏi cái gì vậy? Okay. Nghe nói rằng là bạn yêu mà bạn dù gì bạn cũng phải xuống địa ngục mà. Nếu như bạn nhận giới nguyện và bạn phá giới nguyện và đó là lý do bạn xuống địa ngục. Khi mà bạn đến địa ngục thì bạn còn hoan hoan được tí xíu. Tất cả mọi người ở địa ngục này, các bạn đến địa ngục bởi vì các bạn giết người khác, bạn trộm cắp của người khác, bạn ngoại tình với vợ của người khác. Tôi đến đây bởi vì tôi đã phá vỡ một cái lối giới nguyện. Tôi khác biệt với mọi người ở đây. I need a confirmation from the staff right now. Is the class at 9 o'clock or 10:30? Because tôi cần cái sự xác nhận từ đội nhóm. Bây giờ là cái lớp học ngày mai sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng hay 10 giờ sáng? Bởi vì chúng ta có lớp giờ yoga nữa. Còn phải cho thông tin chính xác cho tất cả mọi người. 9 hay 10? Vậy thì 9 giờ sáng giờ Kyoto thì chúng ta sẽ có một cái lớp mô tả về cái giới nguyện. Which one is it? Check my phone. Thầy Tim mới kiểm tra điện thoại lại để xem cái lịch. Okay, well, we're getting different responses here. So you guys should come to both. Regardless, it's either Val class at 9 or yoga class. You should come to that and then at 10:30. All right? Vậy thì 9 giờ sáng các bạn nên có mặt ở đây. Cho dù là cái lúc đó là lớp về cái giới nguyện hay là lớp yoga, các bạn cũng nên tham gia. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nửa tiếng nữa cho cái lớp phiên dịch. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.